Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thơ của Đài Phát Thanh và truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, người thầy dạy học vì sự nghiệp giáo hóa chứ không phải vì danh lợi. Người thầy rất coi trọng tri thức, lấy dạy chữ dạy người làm lẽ sống, coi trọng danh dự, lương tâm, giữ gìn khí tiết, xác lập vị trí của mình trong xã hội bằng tài năng và đức độ, bằng học vấn và cống hiến. Người thầy không chỉ dạy ta chữ nghĩa, kiến thức mà còn dạy ta biết làm người cho đúng nghĩa. Những vần thơ tri ân thầy cô vẫn luôn ngọt ngào, sâu lắng, bày tỏ lòng biết ơn của biết bao thế hệ học trò. Và đó là những món quà bất ngờ đầy tình thương dâng thầy nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đến với trang thơ Những vần thơ ơn thầy. Nhà thơ Phi Tuyệt Ba đã rất sáng tạo trong thi tử Vùng Phẩn Bay để nói về công việc của người thầy, sự hy sinh thầm lặng của đời thầy, và đó chính là sự thấu cảm đầy ân tình, sâu sắc lẽ đời của trò trong cảm xúc rưng rưng khi gặp lại thầy. Bao nhiêu viên phẫn đã mòn, bao nhiêu giáo án chẳng còn trẻ trung. Nước trôi về sự vô cùng, thương thầy ở lại một vùng phẫn bay. Hình như thầy chẳng khác xưa, 35 năm trước thầy đưa qua đò. Dòng sông kiến thức sông xuống, mỏng manh trang vở học trò trắng tinh. Em cầm cây bút đời mình, thầy cầm phận trắng chắc tình quê hương. Đất trời trang trại mấy phương, nắng mưa sương gió biết thương đời thầy. Sông bao nhiêu nước sông gầy, cánh đồng gieo chữ đời ngày hóa non. Bao nhiêu viên phận đà giáo án chẳng còn trẻ trung. Nước trôi về sự vô cùng, thương thầy ở lại một vùng phận. Trang trời xanh thẳm hôm nay, phận xưa đã kết thành mấy trăng đầu. Sông đời bất chợt nông sâu, học thầy em bắt chiếc cầu chữ tông. Có ai đó từng nói rằng nghề dạy học như nghề chèo đò đưa khách sang sông, nhưng đây là người đưa đò cẩn mẫn, chở tri thức, tình cảm, đưa bao thế hệ học trò cập bến đỗ tương lai. Người thầy không chỉ dạy học bằng tâm mà còn bằng tài, để vừa giữ lửa, vừa truyền lửa để đốt lên ngọn lửa đam mê học tập đến với mỗi học trò. Tháng năm giàu dải nắng mưa, còn đò tri thức thầy đưa bao người. qua sông gửi lại nụ cười, tình yêu xin tặng người thầy kính thương. Một đời người, một dòng sông, mấy ai làm kẻ đứng trong bên bờ. Đò mọc mãi đầu sương, mãi theo ta khắp muôn phương vàng ngày. Khúc sống ấy vẫn còn đây, thầy đưa tiếp những đò đầy ơn thầy. Không chỉ khi thầy còn đứng trên bục giảng mà khi thầy nghỉ hưu, tình cảm thương biển đó vẫn dâng trào trong lòng mỗi học trò. Khi nghe thầy nói lời tạm biệt, lòng con như khựng lại, chuột nghẹn ngào, bụi phấn vỡ lao xao. Và rồi dẫu có thảng thốt, có giật mình, có buồn, thì đó cũng là nỗi buồn ngọt ngào sâu lắng, bởi trong các em hình ảnh thầy vẫn thân thương biết mấy. Mai thầy về, mùa gòi nặng lên cao, vai ảo bạc như màu trang vở cũ. Con muộn gòi sao lòng đau nghẹn ứ, đã bao lần con ngộ nghịch thầy ơi. Cây phượng già treo mùa hạ trên cao, nơi bục dạng dòng thê sáo chề khóc. Các con rạng năm nay hè cuối cấp, chục nghẹn ngào bụi phấn vỡ lao sao. Ngày hôm qua từ tháng năm nào, con nao nức vào trường trung học, thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc. Thầy ươm mùa vàng đất vòng đông mai thầy về sân trường cũ nằm đau, hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi. Dẫu cay đắng dẫu trăm nghìn đau tủi, nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau. Mai thầy về mùa gọi nắng lên cao, mai thầy về mùa gọi nắng lên cao. Vai áo bạc như màu trang vợ cũ, con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ư. Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy truyền thống tôn sư trọng đạo luôn được các thế hệ học trò gìn giữ. Mỗi năm đến ngày Nhà giáo Việt Nam, các thế hệ học trò lại về trường thăm hỏi thầy cô và bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn của mình, và những vần thơ đã thay lời biết bao học trò gửi đến thầy lòng kính trọng, tình cảm mến thương. Một đời rụt ruột nhà tơ, lặng thầm dậy sớm thức khuya mỗi ngày, nắng mưa năm tháng vơi đầy, làm sao trả được công thầy, thầy ơi. Chớm đông em đến thăm thầy, bồi hồi một dạng cao gầy tóc bằng đi mấy chục năm trường, lại nghe dòng nói thân thương thuở nào. Một đời dạy học đường vào nhân gian, phần ba đời tâm huyết buồn vui, vườn ươm nhân thể đơm chồi nở hoa. Con thuyền bến lỡ khách qua, sóng to gió cả gần xa. Sớm thức khuya mỗi ngày, nắng mưa năm tháng với đây, làm sao trả được công thầy. Giờ cùng qua thời tóc xanh, còn nghe vang vọng vị thanh nãy gieo điều những tốt lành tình thâm. Quý vị và các bạn, có người từng nói rằng tôi mang ơn cha mẹ cho tôi sự sống, nhưng tri ân thầy đã dạy tôi sống đẹp. Thầy giáo đáng kính quá cố Văn Như Cương cũng từng khuyên trò mình, dù có làm bất kỳ công việc nào, bất kỳ ngành nghề nào, bất kỳ địa vị nào, trước hết các em phải là người tử tế. Bất kỳ nghề nào chính đáng cũng là nghề cao quý, nhưng nghề giáo vẫn luôn được coi là nghề cao quý nhất, bởi người thầy đã thắp sáng trong mỗi chúng ta ngọn lửa tri thức, tình cảm yêu thương, niềm hy vọng, và chúng ta mãi tri ân thầy cô giáo bằng tình cảm chân thành thương mến nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Nước trôi về xứ vô cùng, thương thầy ở lại một vùng phận.